Xin chào chị và các bạn, mình là Nemu của Nemlist Gamer Channel. Thì ngày hôm nay trong video này mình sẽ review cho mọi người về bộ kỹ năng của một võ sĩ mới được update bên Sạc Trung Quốc ngày hôm nay. Đó chính là Miss X. Thì thật ra Miss X này chính là con Eri Yagami mà đã bị hóa nữ. Đồng thời thì chỉ đang cosplay mặc cái bộ đồ của Kyo vô. Thì Miss X đây là một võ sĩ nữ nha mọi người, một võ sĩ nữ luôn. Thì trước tiên mời mọi người xem qua cái tạo hình của võ sĩ này. Nhìn rất là kiểu như rất là hài hước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào những thông tin kiểu như cơ bản. Thì Miss X là một võ sĩ kỹ tư chất 15. Các thông tin cơ bản là gồm có là tên trong game tên là Miss X, phong cách chiến đấu là võ thuật gia truyền của tộc Yagami, tuổi là 20 tuổi, nơi sinh không biết, số đo ba vòng không biết, chiều cao không biết, cân nặng không biết. Và cái CU tức là cái người đồng tiếng á, là gồm có hai người á, tại vì Miss này có hai dạng, có nghĩa là một dạng nam và một dạng nữ. Thì là hai người đồng tiếng đó lần lượt là Takanori Hoshino và Chisahori. Về phần thể loại võ sĩ thì là Miss X này là cái thể loại võ sĩ là ấn ức chế và tăng tấn công, tăng cái stack, có nghĩa là cái số tầng tấn công, số tầng. Chúng ta bước vào phần duyên thì ở duyên 1, cái tên duyên 1 có tên có nghĩa là tôi. Tôi ở đây là ai? Tôi tức là tôi. Và tôi này thì không phải là tôi ở trong tôi luyện của thép đó, tôi thấy đấy là một cái tác phẩm của Nga. Thì cái tên duyên này đầy đủ tên tính là who am I, có nghĩa là tôi là ai. Thì là gồm có là Eri nè, là con tư chất 13 nè, Instinct Eri là Eri phiên bản tư chất 15 đời đầu tiên và Eri 14. Ở duyên 2 có tên là Liên Minh Nữ Nhi, là gồm có nữ thần Athena và Liliken. Liliken tức là con nhỏ em của Billy. Ở duyên 3 thì có tên là Người Điều Khiển Lửa, là gồm có Kyo 14 và con Adrimson 13. Về cái tên của duyên hồn vũ khí có tên là Special Idol, có nghĩa là thần tượng đặc biệt. Là Eri này sử dụng là vũ khí là một con rối mà có hình của Kyo. Và cái tên duyên của cái hồn hiệu là nó tên là Xenofire. Cái này mình không biết đọc sao, mình không biết dịch như thế nào. Thì Eri này sử dụng là huy hiệu lửa. Và còn cái tên duyên hồn sách có tên là Dark Flame, có nghĩa là lửa đen. Thì là cũng sử dụng sách lửa luôn. Về phần hồn lực thì Eri này sở hữu cho mình là hồn rắn, nhận 55 nộ khi tấn công, nhận 55 nộ khi mà đồng minh hoặc kẻ địch bị hạ gục. Như vậy đây là một hồn rắn lai hổ. Giới thiệu về võ sĩ thì là rất là ngắn gọn, là một người phụ nữ bí ẩn, không có bất kỳ thông tin gì về cô ấy. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bộ kỹ năng. Đầu tiên là độc chiêu. Thì độc chiêu này cái tên tiếng Anh nó có tên là Sunflower, có nghĩa là hoa hướng dương á. Nhưng mà ngày xưa lúc mà mình đọc truyện á, thì là cái chiêu này nó dịch là quỳ hoa đệ, với cho nên là mình gọi là quỳ hoa đệ luôn nha. Tấn công một mục tiêu, ưu tiên mục tiêu mà đang không có cái một cái hiệu quả gọi là ấn X, sẽ có 60% gây khiêu khích mục tiêu. Nếu như mục tiêu mà không có cái ấn X thì sẽ thêm cái ấn đó vào, hồi 20% máu và 200 nổ cho bản thân. Độc chiêu này sẽ gây một lượng sát thương thêm với cái lượng tính là bằng 3% nhân cho cái một số tầng. Gọi ở đây nó có thêm một cái biến nữa là gọi là X attack. X attack mọi người coi trong cái video mình test tướng á, thì là X attack này là cái X mà nó hiện ở trên người con Eri á. Còn cái ấn X mà bên phe địch đó là khi mà vô trận nó sẽ đánh dấu là toàn bộ cái ấn X màu tím. Còn cái ấn X attack này của Eri nó là màu đỏ. Sẽ gây 50% sát thương lan ra một mục tiêu ngẫu nhiên. Sát thương này không gây hồi nộ. Sẽ hồi thêm 5% máu và 50 nộ.
tiếp theo là tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí. Thì tuyệt kỹ này có tên là Maiden Mercer, tức là dao Otome, là bát chỉ nữ. Tấn công một mục tiêu tăng 30% sát thương và khai sát thương, tăng 50% tỷ lệ xuyên lõa đòn, gây hiệu quả phá giáp lên mục tiêu. Phá giáp này sẽ giảm 40% thủ và khai sát thương, có thể cộng dồn với những búp tương tự. Nếu như bản thân đang bị dính cái hiệu quả gọi là passivation, tức là cái thụ động hóa, thì sẽ chuyển cái thụ động hóa này cho mục tiêu, đồng thời sẽ gây một cái hiệu ứng lửa. Hiệu ứng lửa này thì hình như nó không có tên, mình coi trong cái đoạn test thì không thấy nó ghi là lửa gì hết trơn á. Gây hiệu ứng lửa lên mục tiêu, hiệu ứng lửa này sẽ giảm 30% sát thương, sẽ gây sát thương thiêu đốt bằng 12% máu tối đa, không gây hồi nộ lên mục tiêu đó. Khi mà mục tiêu đó hành động 3 lần thì sẽ giảm 120 nộ. Trong vòng 2 lượt, khi mà hiệu ứng lửa này mà bị hóa giải thì sẽ giảm 360 nộ của mục tiêu, đồng thời giảm thêm 36% tốc độ hồi nộ trong vòng 1 lượt. Khi bản thân bị hạ gục thì tất cả hiệu ứng lửa trên mục tiêu thì sẽ biến mất ngay lập tức. Nếu như mà kháng sát thương tuyệt kỹ của mục tiêu thấp hơn bản thân thì bản thân sẽ nhận được thêm một lượng sát thương và khai sát thương với cái lượng tăng là bằng 80% độ chênh lệch, sẽ gây 40% bại huyết lên mục tiêu. Nếu như bản thân mà đang bị dính cái cấm chiêu thì sẽ hóa giải trạng thái bất lợi cho bản thân và miễn nhiễm cấm chiêu trong vòng một lượt, đồng thời buff độc chiêu cho bản thân. Nếu như bản thân đang có 15 tầng của cái hiệu quả là X Attack thì là sẽ dùng độc chiêu để truy kích, giới hạn một lần một lượt. Nếu như bản thân có 30 tầng X Attack thì sẽ hồi 400 nộ, và cái lượng hồi nộ này không bị ảnh hưởng bởi tăng giảm tốc độ hồi nộ. Tiếp theo là phần nội tại một. Mọi sát thương bản thân gây ra sẽ bổ vào miễn khống. Cái thời gian của mỗi một cái tầng mà của hiệu quả là ấn X và cái X Attack là sẽ được tính toán riêng biệt. Hiệu quả bởi cái lửa sẽ không thể chí mạng và cũng không thể bị đỡ đòn. Tiếp theo là phần nội tại 2. Thì nội tại 2 có tên là X Attack. Khi ra trận sẽ nhận 10 tầng X Attack. Mỗi một tầng sẽ tăng sát thương tuyệt kỹ và khai sát thương tuyệt kỹ cho bản thân 3% ở level 1. Sẽ nhận thêm 5 tầng trong một lượt. Tăng 30% công thủ sát thương và khai sát thương cho bản thân. Vào đầu lượt của bản thân là sẽ thêm cái ấn X lên toàn bộ phe địch. Ấn X này là sẽ giảm 15% siêu sát thương. Sát thương lên bản thân sẽ giảm đi 70% tồn tại một lượt. Khi bản thân bị tấn công bởi kẻ địch đang có cái ấn X thì là sẽ hút cái ấn X và hồi lại 25% máu đã mất, nhận thêm một tầng ấn X Attack, nhưng mà cái tầng X Attack này chỉ là tồn tại trong vòng một lượt. Nếu như bản thân hút cái ấn X trong lượt của bản thân, tức là khi mà Yuri mà đánh mà bị bên kia phản công lại á, thì là cái ấn X Attack này sẽ được, cái thời gian của nó sẽ được nới rộng thêm trong vòng 2 lượt. Mỗi khi mà nộ của bản thân bị giảm hoặc là được hồi máu 5 lần tổng cộng, cái này mình không rõ là sao, có nghĩa là hai cái cộng lại bằng 5 hay là mỗi một cái bằng 5 thì mình không rõ nha. Sẽ nhận thêm một tầng X Attack, và cái tầng lần này nó sẽ tồn tại trong vòng 2 lượt. Mỗi khi mà đồng minh bị hạ gục sẽ hồi 30% máu và 200 nộ cho bản thân, đồng thời nhận thêm một tầng X Attack, nhưng mà cái này nó lại không có ghi là cái thời gian hết hạn nè. Khi mà cái tầng số tầng X Attack này mà đạt được một cái số lượng nhất định thì sẽ nhận được những cái hiệu quả thêm. Nhưng mà nếu như mà trên sân chỉ có một một kẻ địch, có nghĩa là tức kiểu như là đánh solo á,
thì cái số lượng số tầng này mà được yêu cầu để kích hoạt để nhận thêm những cái hiệu ứng á thì sẽ bị giảm đi 40%. Có nghĩa là khi bản solo thì cái nó sẽ nhận được cái số tầng nhanh hơn. À, số tầng nó sẽ giảm chứ giảm nó sẽ kiểu như nó yêu cầu thấp hơn. À, nếu như mà đang có 15 tầng á thì sẽ tăng công, à, tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng, với cái lượng tăng cho mỗi thứ nó sẽ bằng là 20% cộng cho 1% nhân cho số tầng của cái X attack đang có. À, nếu mà đang có 20 tầng thì sẽ tăng 80% tỷ lệ miễn khống, đồng thời hóa giải trạng thái bất lợi khi mà bị dính CC cho bản thân, và cái giải CC này chỉ có tác dụng là một lần một lượt. Nếu đang có 25 tầng thì sẽ tăng 30% sát thương và tốc độ hồi nộ. Khi bản thân nhận sát thương chí tử sẽ không chết, hóa giải trạng thái bất lợi và phá giáp, hồi 50% máu và 500 nộ, miễn nhiễm trạng thái khống chế và tăng 4% siêu kháng sát thương trong vòng một lượt. Sẽ tăng gấp đôi cái lượng mà cái tầng X attack mà bản thân đang có, và cái thời gian sẽ được kéo dài thêm một lượt. Và hiệu quả kháng chí tử này có thể kích hoạt hai lần mỗi trận, nhưng mà chỉ được một lần nếu như mà đánh solo. Thì với cái bộ kỹ năng này theo đánh đánh giá của riêng mình đó, thì là mình hiện tại mình cho con Eri này được từ 6 điểm cho tới 6 rưỡi trên 10. Thì theo như mình nhận thấy thì là cái vấn đề của con Eri này vẫn giống như là con Lena 15, có nghĩa là phải sống được lâu, phải bảo kê, thì cái số tầng nó càng lên cao thì số tầng càng lên cao sát thương nó sẽ càng lớn. Nhưng mà vẫn là phải cần kiểu như phải cần cover, là phải cần độ sinh tồn. Vì chúng ta không thể nói trước điều gì, chúng ta sẽ phải chờ để lên coi nhị với tứ môn, nhất là nhị môn, coi nó có cường hóa cái độ sinh tồn hơn hay không. Nhưng mà đối với mình thì là mình nói luôn là con này là mình sẽ không lấy, tại vì team mình nếu như mà lấy về thì cũng không biết nhét vô đâu. Hiện tại thì cái skin của con Miss X này nó chưa có được cập nhật ở trong đây, thì mình không biết cái tên gọi chính thức của nó là cái gì. Nhưng mà mình có thấy ở trên Baidu có chia sẻ thì mình sẽ để hình đây cho mọi người tham khảo. Thì theo như mình đánh giá thì cái skin này chắc là mình tạm gọi là gì sao, giang hồ học đường hay là chị đại đầu gấu, hoặc là chị đại học đường. Nếu như mà nói theo phong cách của nghệ sĩ Việt Hương, có nghĩa là đây gọi là chị ông nội. Thì video mình tới đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và bổ ích thì để lại một comment, một like share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.